Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Lời đầu tiên thì tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể các anh em đã mua combo đồng hồ tai nghe nhạc được tôi bán ở trên kênh trong ngày hôm qua. Số lượng được bán ra trong ngày hôm qua tương đối ổn, nó giúp tăng cái độ uy tín của tôi đối với cái nhà bán hàng. Rất là cảm ơn các anh em rất nhiều. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng có một vài anh em chưa mua được sản phẩm với giá ưu đãi. Bởi vì cái thời gian khuyến mại trong ngày hôm qua nó chỉ có 4 tiếng thôi. Còn là thời gian nó quá ít. Cái video của tôi nó cũng ra buổi tối, nên là 4 tiếng thì nó đã về đêm rồi. Sáng hôm sau khi mà anh em xem thì nó đã qua mất cái thời gian khuyến mại. Chính vì thế có một vài anh em cũng có nhu cầu mua cái sản phẩm đó, nhưng mà anh em không mua được với cái giá rẻ. Thế là ngày hôm nay tôi có một cái tin vui dành cho các anh em có nhu cầu mua hàng nhưng mà chưa mua được hàng. Nhờ cái chỉ số bán hàng khá là ok ở trên kênh, nên là nhà bán hàng quyết định tặng thêm voucher anh em nhé. Và lần này tôi deal được với nhà bán hàng là kéo dài cái thời gian khuyến mại đến tận ngày 28 tháng 11 anh em nhé. Tức là hôm nay là ngày 22 tháng 11, chúng ta còn 6 ngày nữa để được hưởng khuyến mại cơ. Quả thật là quá tuyệt vời luôn đúng không anh em. Và tôi cũng xin được quảng cáo lại cái sản phẩm anh em nhé. Tại sao anh em lại phải mua một chiếc tai nghe không dây với giá hơn 300k, hay là anh em phải mua một chiếc đồng hồ thông minh cũng với giá hơn 300k, trong khi ngày hôm nay tôi bán cả hai thứ đó cũng chỉ với hơn 300k. Cụ thể ở đây là 344k. Anh em chỉ phải bỏ ra 344k free ship để sở hữu combo hai món trên. Combo bao gồm một chiếc đồng hồ thông minh có khả năng kết nối điện thoại, nhận cuộc gọi, nhận tin nhắn, màn hình AMOLED đo huyết áp, nhịp tim, oxy ở trong máu. Dây đồng hồ sẽ có hai style cho anh em thay đổi hàng ngày. Cùng với đó sẽ là một cái chiếc tai nghe không dây Bluetooth có khả năng lọc tiếng ồn, thời gian nghe lên đến 3 giờ đồng hồ và nghe tốt ở trong cái tầm giá của nó. Tai nghe bình dân, đấy, nó chỉ nghe tốt ở trong cái tầm giá của nó thôi. Đối với các anh em mà có những cái yêu cầu cao về âm thanh ấy, thì đây nó không phải là cái sự lựa chọn của các anh em nhá. Với một cái giá như thế thì không thể nào có thể so sánh được với một cái tai nghe 5 củ hay là tai nghe 10 củ. Ở nhà tôi đang dùng là cái HyperX. Thì sau khi mà nghe cái tai nghe này so với cái HyperX của tôi, thì cái chất lượng âm thanh của cái tai nghe này nó rơi vào đâu đấy tầm khoảng 70% so với cái HyperX của tôi anh em nhé. Cái tai nghe này sẽ thích hợp cho các anh em mà đeo tai nghe để thể dục thể thao, tập thể hình chẳng hạn. Hoặc là anh em có thể đeo tai nghe trong cái quá trình mà anh em đi học ở trên xe buýt, ở trên tàu điện, nó cũng khá là thích hợp. Hay là anh em có thể để rảnh tay để anh em nghe điện thoại đấy. Các anh em mà làm lái xe, anh em có thể sử dụng cái tai nghe này, nó cũng rất là hiệu quả. Anh em đỡ phải cầm vào điện thoại. Không những thế, khi mà anh em mua cái combo trên, anh em sẽ còn được tặng một cái bộ sạc nhanh 20W dành cho iPhone, bao gồm dây sạc và củ sạc anh em nhé. Và hiện tại thì kênh đã deal trực tiếp với nhà bán hàng, giúp cho các khán giả xem kênh Game Today sẽ có cái voucher giảm giá. Anh em ấn vào giỏ hàng hoặc anh em ấn vào link Affiliate tôi để ở phần mô tả dưới video để nhận được ưu đãi anh em nhé. Cụ thể là ở thời điểm hiện tại cho tới ngày 28 tháng 11, sau khi anh em áp mã giảm giá, anh em chỉ phải mua combo này với giá là 317k anh em nhé. Quá rẻ cho bộ combo rồi, tính ra là mua 3 món đấy. Đồng hồ này, tai nghe và sạc điện thoại. Đấy, chia ra là có hơn 100k một món. Kẻo mua hàng này không biết nhà bán hàng có lời được không, vớ vẩn lỗ. Kẻo mua hàng này mà không ngon ấy thì cũng chả còn cái kẻo nào ngon hơn. Tôi nói thật, chúc các anh em sẽ mua được hàng ưng ý. Cảm ơn các anh em đã lắng nghe quảng cáo. Rồi, bây giờ chúng ta tập trung vào chơi game thôi anh em nhé. Ok, đầu game thì lấy được cái món đồ lùn, nên là tôi quyết định là tôi sẽ chơi Hunter. Mặc dù là chưa có con súng đâu, nhưng mà sớm muộn gì rồi nó cũng sẽ ra thôi anh em ạ. Chỉ cần một con kích hệ thôi, rồi sẽ cho cái đồ cho cái con Hunter 2 sao được. Đấy, Hunter đầu game. Bây giờ chỉ cần ra súng thôi là chắc chắn là sẽ đánh được chuỗi thắng. Kinh ở ra cây sớm à. Cây này làm tăng cơ phía trên không? Cũng chả cần. Bây giờ hiện tại là chúng ta đã có là hai đỏ này, xong rồi kẹp với cả 5 Hunter rồi anh em ạ. Tức là nếu mà ra con súng ấy là chúng ta đánh ở level 7, chúng ta sẽ có là 6 Hunter kẹp với hai đỏ, đó là perfect rồi. Không có slot cho con cây, mua nó cũng phí tiền. Thôi không mua anh em nhá. Cũng không có ý định chuyển sang Feather cái gì cả. Chúng ta cứ đánh thôi, chúng ta đẩy cấp lên. Đánh ở level cao thôi. Cứ đẩy cấp lên lấy 5 tiền anh em ạ. Lấy 5 đô rồi tính sau.
Trên Hunter này có một cái là nó dễ được chuỗi thắng là một này. Thứ hai là late game chúng ta có thể chuyển sang bất cứ cái bộ gì. Chuyển nó dễ lắm bởi vì là chúng ta giữ được máu mà. Trận này thậm chí có thể chuyển sang Assassin late game cũng được. Lâu rồi không chơi. Ra sai linh sớm nhá là tôi xoay sang Assassin luôn. Đấy, cứ lấy mấy cái đồ đánh tay đi. Tí nữa cho Assassin cầm. Nó không có bị phí mất cái món đồ gì cả. Thậm chí là nếu mà chúng ta đổi được cái món đồ Kira thì nó quá tuyệt vời luôn. Đấy, nếu mà có Kira, Kira kết hợp với Assassin đánh ở level 10 là kẹp được cọc. Chuyện này là có khan. Còn trong trường hợp nhá mà không ra sai linh Assassin đi chăng nữa ấy, thì chúng ta vẫn có thể chơi Hunter kẹp đỏ được anh em ạ. Trận này có kiếm hồn thì còn có thể là chơi gì? Chơi Witcher kẹp với cả Hunter. Đấy, Witcher kẹp Hunter ok nha anh em nhá. Cái bộ đấy thì từ trước đến nay nó vẫn mạnh thôi. Cái meta trước cái bộ đấy là nó là không phải là mạnh, nó gọi là mạnh mà nó gọi là bá chủ luôn ấy. Lúc mà trước khi cái con Mueta nó giảm sức mạnh ấy thì là cái bộ nó gọi là gì? 6 Hunter kẹp với cả 6 Aegis Seed đúng không? Xong rồi kẹp với cả 4 Witcher đánh ở level 10. Điều kiện của nó là gì? Điều kiện của nó là phải có con kiếm hồn. Đấy thì trận này có kiếm hồn. Chơi được luôn. Đấy, chơi được cái bộ đấy nha anh em nhá. Mueta làm co. Chưa gặp thằng nào đây. Ê à, gặp thằng top 2 ấy hả? Thế nào? Ui mạnh rồi. Thằng này có khi mạnh hơn tôi ấy. Có con ác mộng lên 2 sao, súng ở đằng sau à? Hai cái úp lồng. Căn bản là chưa có 6 Hunter. Chưa có 6 Hunter thì ăn làm sao được đây? Chả nhẽ lại mất cái chuỗi này. Chưa có 6 Hunter và chưa ra súng. Dựa chưa ra súng để kích hoạt lùn. Đây có 6 Hunter nhưng mà không có súng. Thôi được rồi. Nếu mà có 6 Hunter thì tôi lại up lên 7. Đấy, còn nếu mà không có 6 Hunter thì thôi đánh ngậm ngùi là mất cái chuỗi thôi. Còn nếu mà có 6 Hunter thì khả năng là vẫn chưa chắc đã mất chuỗi. Lấy cái búa set luôn. Ok. Lấy cái que. Không biết ăn nổi không. Rồi đưa tơ bắn đau thật sự. Ui thật chết rồi. Con cung đen đi rồi kìa. Hỏng rồi thua rồi. Vẫn không ăn nổi. Con súng nó đứng ra sau nó bắn cháy quá. Mất chuỗi cay nhỉ. Thôi mất chuỗi rồi thôi vậy. Căn bản cái bộ Hunter này nó cũng chưa có nào 2 sao. Kể ra mà round trước có con súng ấy thì có khi là vẫn có cái cơ hội ăn được đấy. Nhưng mà nó không ra súng, nó chỉ ra con giái cá thôi. Mà con giái cá con 1 tiền yếu lắm. Ít ra nó phải lên được 2 sao cơ. Nói chung là đội hình này không ăn được Gladiator đâu. Thằng này chưa gót đỏ à? Gót đỏ hay là cái gì cơ? Gót đỏ nhá, nhưng mà lại ở dưới hàng chờ nó lại để cái con đắt lép. Không biết là có phải là trộm chó không. Nói chung là nếu mà là trộm chó thì xác định là phải có xu ấy nhá. Cái việc mà tôi check bảng liên tục ấy sẽ nó sẽ tăng cái sự kiểm soát của trận đấu. Để chúng ta biết được xem là đối thủ tương lai nó đang nhắm đến cái gì anh em ạ. Để chúng ta chuẩn bị trước ngay từ bây giờ. Ngay từ cái thời điểm hiện tại là round 13. Đấy, giai đoạn đầu game. Chúng ta sẽ có một cái sự lựa chọn khi mà chúng ta ra cái đồng xu. Chúng ta sẽ không rèn cái đồng xu đi. Đấy.
hoặc là gặp những cái nhà mết chẳng hạn thì chúng ta sẽ có cái áo choàng, cái áo mưa. Ok. Rao này chắc vẫn thua đâu. Khó ơi, thắng rồi thằng này. Thằng này nó có cái chén thánh nó cũng khỏe anh em ạ. Cái chén thánh nó đứng tụm vào, nó hồi máu. Đầu game thì chén thánh nó rất là mạnh nhá. Mãi không ra con súng của tôi ạ. Thề cầm cái đồ lùn từ nãy giờ. Cay thật. Đội hình toàn một sao thôi. Chắc là bây giờ tôi sẽ tích tiền một chút anh em ạ. Tầm này chắc là thua hết. Thắng là thằng nào đâu. Mặc dù thì cũng là Hunter đấy, nhưng mà đồ này trông nó hèn quá. Đấy, ăn được thằng này. Chắc là ăn được thằng Warrior này. Warrior tầm này thì hơi đần. Mới có 5 Warrior thì không đỡ được. Phải 6 Warrior thì mới thua được. Ok đấy nhờ. Tự nhiên lại mạnh này. Được đấy. Thế round sau là up 8 kẹp một thêm con gấu vào là cũng ngon. Có thêm 2 bit là được rồi. 2 đỏ 2 bit. Hoặc là nếu mà tiết kiệm tiền thì có thể bỏ cái con ách ra cho thay vào con gấu vào cũng được. Tiết kiệm tiền. Không up cấp mà đợi 50 tiền rồi up dần thì cũng ok. Mà chưa gặp cái thằng có chuối kia đúng không? Chưa gặp thằng có chuối thì khả năng là cứ up lên thôi. Gặp là có cơ hội cắt chuối thì tội gì mà không up. Bây giờ cái điều mà tôi cần nhất đấy chính là ra con súng. Chỉ cần con súng thôi, kích hoạt lùn nó khác biệt ngay tức. Đội hình nó sẽ mạnh hơn rất nhiều. Đây rồi. Trời ơi, quá tuyệt vời anh em ạ. Thế lấy luôn cái cung nhá anh em nhá. Bắn cho nó xa. Cho Medusa làm co luôn. Quá tuyệt vời rồi. Được chưa? Cho con Medusa này làm co. Con Medusa nhá, mà nó có cái cung mà nó lại kích hoạt lùn ấy, nó đứng ở dưới nó cũng bắn được hết bàn cờ luôn. Không cần phải đứng ở giữa. Đứng ở dưới bắn ra 3 tia cũng đau. Con này mà nó lên 2 sao nó bắn 4 tia thì nó lại càng đau. Rồi, cái thằng có chuối sang đây cái nhỉ. Cắt chuối phát 20 tiền à. Chưa gặp này. Đấy, bắn đau không? Ui đúng rồi anh em ơi. Thằng này vớ vẩn trộm chó anh em ạ. Toàn mua mấy cái con ở trong cái bộ trộm chó thôi. Nhưng mà vẫn đang eco. Trận này khéo phải rèn cái đồng xu rồi. Đấy, nó bắt đầu là cắn máu lên rồi. Không biết là gót đỏ hay trộm chó. Nhưng mà cái bộ gót đỏ mà nó chuyển sang trộm chó nó dễ lắm anh em ạ. Thực sự nó rất là dễ luôn ấy. Nó chỉ cần vứt hai con đỏ ra là nó ok rồi. Vứt hai con đỏ ra và kẹp một con trộm chó vào là xong. Vẫn là bốn gót. Bốn gót bốn đỏ. Còn nếu mà giả sử nhưng mà chơi cẩn thận và vứt thêm một con đỏ nữa, chỉ chơi hai đỏ thôi ấy, thì là nó sẽ bắt được ba con. Trận này khả năng cũng có thằng này nó chơi Hunter này. Súng 2 rồi. Medusa bắn xa không này. Heo à. 4 đỏ 6 Hunter kẹp với 2 Warlock à. Hay là kẹp với cả 2 2 beat. À đúng rồi, vẫn kẹp được 2 beat, kẹp con sâu vào. Mà thôi, hai đỏ thôi, không cần bốn đỏ. Chơi hai đỏ thôi.
hai đỏ kẹp với cả 4 bit. Mà trận này thấy có khả năng là sẽ có Warrior ấy, nên là có khi là vẫn sẽ chuyển sang chơi chơi Witcher anh em ạ. Witcher Hunter đi. Chưa biết được. Thôi cứ tạm thời như này. Chúng ta cũng không ghép nó kiểu nó mắc hệ thì nó khó chuyển lắm. Ghép mỗi con một chút thôi. Kiểu ghép 2 bit này xong rồi 6 Hunter kẹp với 2 đỏ. Thôi tí nữa lựa theo đội hình của địch thôi. Đây này Warrior xanh này. Chưa chắc đã ăn được. À không, tôi thấy là có vẻ như ăn được rồi đấy. May quá nó chưa áp được lên 9. Phải đao 21 nó mới lên được 9 cơ. Quá tuyệt vời. Cắt cái chuôi cái đã nào. Ok, round này hy vọng thắng được 40 tiền cái đã. Xong rồi là round sau 21 tôi sẽ lên 9, tôi vứt thêm mấy con tabu vào. Hên hên mà lên 9 sớm mà lại ra được con kiếm hồn thì quá tuyệt vời luôn. Đánh ở level 9 đã được rồi. Con Medusa bây giờ nó bắn hết toàn bộ bản đồ này. Đứng ở đây luôn. Đấy, anh em thấy bắn xa không? Bắn đến tận cái con cung đen luôn nhá. Bắn đến tận con cung đen ở góc luôn. Bắn hết bản đồ luôn mà. Hay đấy, cái combo mà lùn kẹp với cả cái cung được phết nhỉ. Cầm thêm cái cung bắn xa. Bắn toàn bộ bản đồ luôn. Ra cái con súng một cái là khác biệt ngay. Tôi vừa có chuỗi luôn mà tôi giữ máu luôn này. Đấy, con thằng Warrior cũng khá căng rồi nhá. Ở dưới là ngay ở dưới là một cái thằng mết có hai con già rồi. Nhưng mà trận này vẫn đang không biết là cái thằng kia nó chơi gót đỏ hay nó chơi trộm chó. Đang hơi phân vân đấy. Ánh mắt Z. Được. Nói chung là cái đồ gì mà dùng được thì không phải rèn, lấy luôn. Rèn thì có thể lấy cái hai tia cũng ngon đấy. Nhưng mà thôi, có cái món đồ mà xài được thì thôi. Chứ còn hên xui lại ra cái món đồ không xài được thì nó phí lắm. Ok, up cấp thôi. Chủ yếu là đẩy cấp lên sớm để kiếm 4 đô 2 sao hoặc là 5 đô anh em ạ. 4 đô 2 sao thì về căn bản là hướng tới con Siren. Đấy, Siren rồi con gấu lên 2 sao rồi con heo lên 2 sao cũng rất là ok. Và ra con Tabu Witcher lên 2 sao thì có thể chúng ta sẽ chuyển sang là chơi Witcher. Nhưng mà Tabu Witcher này ấy, nếu mà muốn chơi làm co thì nó sẽ phải có cái món đồ trấn phái. Trấn phái của con này nó là kẹp với cái bộ Hunter này thì nó sẽ là cái áo long bào anh em nhé. Mặc hoàng bào vào là hóa vua luôn, cực kỳ khỏe. Trong trường hợp mà nó không ra được long bào thì chúng ta sẽ có sự lựa chọn là con Medusa, con Siren cũng được. Ok. Trận này hai thằng Warrior cơ. Căng nhỉ. Rồi. Bỏ này đi. Không có nhu cầu lên 3 sao. Thằng có chuối đang chơi gì nhỉ? Warrior à? Trận này có 9 Feather hàng Ryu nữa chứ. Không hiểu sao dạo này gặp rất nhiều người chơi cái hàng Ryu. Đấy còn cái thằng này không biết có phải trộm chó không. Sợ thật đấy. Mà tôi mới chợt nhận ra là tôi rèn bố nó mất cái ấy rồi. Anh em ạ.
rèn mấy cái đồng xu từ cái round đầu. Rồi Greater bây giờ được vô tư rồi. Con Medusa đứng ở trong lồng ở rất xa là bắn cực kỳ đau luôn. Bây giờ một cái bộ Greater nó yếu lắm anh em ạ. Nó bây giờ nó úp lồng vẫn đánh được bình thường mà. Cái bộ Hunter này thì trong lồng nó đánh đi cũng như ngoài lồng thôi. Bắn hai phát liên tiếp thì nó là cái tỷ lệ thôi, chứ nó không liên quan gì đến cái tốc độ bắn cả. Nên là đứng trong lồng vẫn bắn hai phát liên tiếp như bình thường. Bắn nhanh là đằng khác. Đấy. Thế nên là cái bọn Greater nó có cái tác dụng gì đâu. Úp lồng bây giờ thì cũng chết. Nhất là úp lồng với cả cái bộ mà cái đam nó to như này. Có lùn nữa chứ. Đứng nó tách biệt hẳn với đội hình. Có khi là còn chả phải đứng ở trong lồng bắn cơ. Bây giờ bộ Greater yếu thật đấy. Mà cái bộ đấy nó lại có một cái yếu điểm, nó là xếp tụm anh em ạ. Gặp mết hay là gặp như kiểu Hunter này mà bắn chùm này thì chết nhanh lắm. Rồi. Ok, gặp thằng này thua. Gặp thằng này thì thua. Chịu. Trâu thật. Ok. Thằng này là Eco nhá. Xong rồi bây giờ nó comeback. Nó cắt được chuỗi của tôi luôn. Đấy rồi. Đem một cái thằng Warrior quay lại đây. Tại sao gặp vào sớm ấy nhỉ? Thôi tôi biết phải chơi gì rồi đấy. Trận này lắm Warrior lắm. Chuyển sang Witcher luôn. Cho nó được việc. Lằng nhằng Hunter này thua đấy. Nhưng mà vẫn sẽ giữ Hunter anh em nhá. Hunter phải đánh với thằng Feather. Giữ Hunter đánh với thằng Feather. Cái bộ Hunter này thì nó cũng có sẵn cá nữa anh em ạ. Nó có sẵn hai cá nữa để đánh với cái nhà mết luôn. Chọn cái bộ đấy nó hợp lý rồi. Vừa đánh được nhà mết, vừa đánh được nhà Feather. Chúng ta sẽ không bị đánh trượt. Ok. Rồi. Ôi lên dần lên 10 rồi anh em ạ. Mất thời gian ở cái level này làm gì. Bây giờ nghĩ xem bán cái gì đi. Bán con cung đi. Rồi không chơi 9 cung nữa. Ok. Định là đá một chút qua 9 cung nhưng mà thấy con nhện nó lâu hốp quá. Bây giờ vẫn chưa ra. Thôi. Bây giờ mà tôi đã chuyển là tôi chuyển sang Witcher 6 Hunter luôn. Chứ chuyển sang 9 cung làm gì nữa đâu. Đánh lên level 10 rồi. Con Siren của tôi nó cũng đang rất là gánh đấy nhá. Nhìn thế thôi nhưng mà gánh phết đấy. Ui giời. Gương à? Được. Lại thêm một cái món lùn chứ. Ok. Tạm thời sẽ là như này. Như này đi. Hai con heo cũng ngon hơn đấy. Rồi, tiết kiệm tiền đó. Chúng ta chỉ lấy đủ 6 Hunter thôi. Thực ra chỉ cần 5 con 2 sao được anh em ạ. Kẹp với 2 Wizard nữa là 6 con. Vãi cái thằng này đánh cái bộ Human xong kẹp con súng 3 sao ạ. 6 Human kẹp súng 3. Xong rồi sao? Không biết thằng đấy tích được bao nhiêu sách rồi nhỉ? Mà súng 3 sao thì uy tín rồi đấy. Già có gậy xanh. Càng thật. Ui đẩy cả. Ơ nhưng mà vớ vẩn tôi vẫn ăn. À không 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 không. Con già đẩy phát nữa. Ê kìa. Không ăn được, súng 3 rồi, búa sét anh em ạ. À. Càng đấy.
Súng 3 kẹp 9m à? Có cái bộ đấy 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 anh em ạ. Súng 3 kẹp 9m. Trông có vẻ căng. Ok. 6 Hunter kẹp với 4 Witcher. Rồi bây giờ không ngán Warrior nữa rồi. Bây giờ chỉ kiếm cái con Wizard vào để có thể kẹp được thêm cá nữa thôi là ok. Đây rồi, nhảy quá nhờ. Bỏ một con cung, một con Witcher ra, đúng không? Tôi sẽ giữ lại con Wing bởi vì cái con Wing nó có cái Feather, có cái bộ Feather anh em ạ. Giữ lại con Wing. Bây giờ mà cái bộ này này nó có con Tsunami ấy, nó thay cho con Skull Hunter thì là nó sẽ có được là 4 cá luôn. 4 cá 3 Feather. Lúc đấy thì cái con nếu mà dồn đồ cho con Tabu nhá thì con Tabu cực kỳ là trâu luôn. Kháng phép mạnh này, xong rồi lại có khả năng lẹt tránh. Đúng là trộm chó thật anh em ạ. Ui mẹ ơi. Vậy là thằng này chơi trộm chó. Hỏng rồi, ui mạnh thế. Cái con Grand Herald của nó cướp được cái skill của con già anh em ạ. Đây. Thế thì căng rồi. Căng nhờ. Âu. Có một cái bạn rất cẩn thận đổi cái đồ trộm chó luôn anh em ạ. Chống trộm chó ở đây. Thế là tôi có cái huy hiệu. Hay quá bạn ơi. Bạn ra đi bạn để cho tôi đúng cái món đồ tôi cần. Chân mệnh thiên tử rồi anh em ạ. Trời ơi, tôi sợ nhất là không có cái bùa thì tự nhiên bạn ở đâu bạn lại cho tôi cái bùa. Được quá nhỉ. Tôi sẽ không để cho cái sự ra đi của bạn vô nghĩa đâu. Sẽ phải cho nó có ý nghĩa mới được. Quá tuyệt vời. Rồi. Đây rồi. 9 Warrior vô tư bạn ơi. Vô tư luôn. Bắn bây giờ sợ gì. Bắn xuyên giáp thì sợ gì. Bắn đau luôn anh em ạ. Bắn là đau. Bắn là đau. Ok. Sao vẫn trâu đấy à. Ui bắn đau luôn. Đấy. Quá tuyệt vời. Rồi. Chuyển sang Witcher rồi, đâu có ngán đâu. Sai Linh này. Chuyển về Assassin Witcher cũng được nhá. Vậy là còn nhà mết. Thằng này 6 mét kẹp với cả 4 đá, kẹp với cả súng 3 sao, cầm búa xét. Ê à, trông đội hình cũng uy tín đấy. 4 đá để counter vào tôi đây này. Trông cũng uy tín đấy nhờ. Cái quan trọng là con súng nó cầm búa xét, nó bắn ở trong cái bộ 6 mét cực kỳ kinh khủng đấy nhờ. Ơ nó bỏ đá rồi. Vẫn ăn được đúng không? U không được anh em ạ. Vãi đái. Ơ được không? Đúng không? U không ăn được. Uy tín đấy. Đội hình uy tín đấy. Bỏ cái này đi. Trộm chó căng nhỉ.
Thằng này chơi 6 đỏ. 6 đỏ kẹp với cả kẹp với cả 4 half orc. 6 đỏ kẹp 4 half orc à? Nhưng mà co chưa lên được 3 sao, vẫn còn 41 tiền. Khả năng là round sau nó sẽ xả đấy. Sắp chết rồi. Xả cố mà lên được 3 sao là sống. Bây giờ tôi không sợ cái thằng trộm chó rồi. Co của tôi cầm đồ bây giờ là có bùa. Không sợ nữa. Vô tư. Ok. Mấy cái đồ này không có đồ gì ngon cả. Chắc random. Ui trời ơi. Thực ra là cũng tăng 30% đam. Thôi được rồi, cũng được. Tí nữa rèn lại đồ cam sao. Để xem đã. Ui lại xe linh này. Quên mất cái con này chưa bỏ đi à. Medusa 1 sao vẫn đang gánh anh em ạ. Trộm chó, nó trộm con khác. Nhưng bây giờ không sợ nữa rồi. Thực ra là nếu mà bây giờ thằng này nó có trộm được một con nào đấy ở trong đội hình của tôi thì cũng vẫn ok. Không sợ lắm. Quan trọng là nó không có cướp được cái con Medusa được rồi. Đấy, bắn ngược lại luôn này. Quan trọng là chính là con Medusa là vẫn được bắn. Ui nhưng mà ở đằng sau của nó là một con flame được bắn. May quá. Có con thỏ. Ui bắn đau phết nhờ. Ây da, ây da. Ây da. Ui tôi có hút máu. Đạn thời như này đi. Súng 2. Mua sao Devil lên 2 sao anh em nhé. Thay cho con Dream. AM lên được 2 sao này. Dồn bố đồ cho con này. Dù sao thì cũng có cái chém lan đúng không anh em. Để đồ cho con này ngon hơn. Này đi. Ui thằng này Sandbow 3 sao rồi. 6 đỏ kẹp hack ork. Stun liên tục. Chịu. Ui ui đẩy tôi kìa. Hào ơi. Ui ơi mê. Hai bảy máu sắp đi rồi này. Một round nữa gặp nó đi à. Sợ vậy. Ô như nào nhở. Đổi đồ cam. Vứt hết đồ đi, đổi đồ cam đi. Ok, búa sét. Tạm thời con này cầm. Cái bùa là không được vứt ra trên người cái con này đâu anh em nhá. Không vứt được đâu. Vứt phát là đi luôn đấy. Round sau có đi luôn. Gặp trộm chó cướp con AM phát là đi luôn. Nó mà trộm được con tabu là đi. Đấy, để như này còn thoát. Rồi, không sao, không sao. Vẫn đánh được. Vẫn cân được. Trộm chó. Trộm chó à. Tabu chờ uy tín phết đấy. Thằng này, thằng trộm chó thì ăn được. Nhưng mà cái thằng mà Sandbow Exit 3 sao kẹp với cả 6 đỏ thì không biết là ăn kiểu gì đấy. Tao chưa có đẩy tôi 27 máu anh em ạ. Dã man.
Trận này không có Tsunami ấy chứ. Có Tsunami thì chắc là cũng đỡ được một chút. Tạm thời round này không gặp cái thằng trộm chó nữa, tôi lại đổi món đồ anh em nhé, để cho con Tabu nó phát huy sức mạnh tối đa. Hai món tăng tốc đi, tăng 50% tốc đánh là nó tương đương với một cái thêm một cái gậy sét nữa đấy. Thực ra anh em cầm hai gậy sét với anh em cầm cái mảnh linh hồn và cái gậy sét ấy, nó chả khác gì nhau, nó y hệt nhau luôn. Bởi vì cái giật sét nó có stack với nhau đâu, nên là cầm một cái món món cam và một cái món xanh dương nó lại có tác dụng như là cầm hai món cam đấy, đánh rất nhanh luôn nhá. Tốc chưa vào trận đã là 0.4 rồi này, vào trận nó còn nhanh nữa cơ. Rồi tập thằng này phải bắt tốc lên, clear cho nhanh được không ấy, khác ngay. Ok rồi, solo 2-1 hóa bóng. Ui giời bất diệt này. chơi được. Ok, được đấy anh em ạ. Tôi chưa muốn chuyển sang cái bộ assassin, để như này có khi ngon hơn ấy. Cố vào nào này lấy cái long bào để cho cái con này nó mắc binh anh em ạ. Nếu mà có long bào ấy thì không. Ốp kìa, đi rồi, hay quá. Vậy thằng con đỏ là ăn cái thằng Senbo Exit 3 sao kẹp với cả đỏ. Trông chó ăn à? Trông chó quả vừa rồi có khi vừa vẩn nó bắt được cái con ấy à, bắt được con Senbo của đối thủ chứ, không làm gì mà thua được đúng không? Rao này thì cố lấy cái long bào thôi. Có long bào và chúng ta sẽ coi như là chúng ta có 6 Glacier luôn đấy. Con này cầm long bào được kích hệ Hunter, nó đánh liên tục, tốc đánh của nó là 0.1 anh em ạ. Nhanh hơn cả cái bộ 6 Glacier luôn. Bây giờ gõ tầm khoảng 0.4. Đây rồi, hay quá. Không được bỏ cái bùa ra nha anh em nhá. Kể cả đối thủ nó có để 10 con vào trong bàn cờ, chúng ta sẽ không để cái bùa ra. Bởi vì giây cuối nó bỏ ra một con thôi là chết ngay anh em ạ. Chơi là hết sức cẩn thận. Trên người con Tabu lúc nào sẽ phải có cái bùa là bắt buộc. Món gì bỏ ra thì được, nhưng mà riêng cái bùa thì không được anh em nhá. Mà thôi, nói chung là tầm này ấy, khoác được cái long bào trên người là tìm được long mạch rồi. Đỡ làm sao được. Cái bọn này làm gì có đam kết liễu con Tabu đâu. Tabu giờ kháng phép là 50% chưa vào trận đấu này. Vào trận đấu cộng thêm 30% nữa, 80%. Chỉ cần là mỗi rao lọt một con, con Tabu chắc chắn là sẽ sống nếu mà có bùa. Nó chỉ cần đấm thôi mà. Ok. Ui dồi anh em ơi, anh em nhìn con Khan 2 sao kìa, ra đi trong một giây luôn đấy. Cái phát chém đầu tiên 10k đam. Thôi, mỗi phát chém là một lần tung trưởng thôi, đi rồi, 7 máu chắc chắn đi. Sinh ra làm Tabu Witcher nhưng mà đam mê trở thành chúa quỷ. Nhìn trâu quạt trả dã man thật sự luôn đấy. Thế... Giờ anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Đội hình đối thủ hoàn toàn bốc hơi chỉ sau 3 giây. Lancer với full đồ thủ cũng không chống được cái bộ phép này. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem cái bộ Hunter nó quay trở lại nó mạnh mẽ thế nào anh em nhé. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.